À, mấy cái khu mới của đảo quân sự 2.0 là nó đang còn tên tiếng Anh cơ. Chán đấy, không biết bao giờ mới có tên tiếng Việt. Ui ôi, nó vậy như thế. Úi dồi ôi. Bắn phát vẩy đầu vỡ mẹ đầu nhá. Nào, ui ôi, mấy thanh niên này. Mấy anh em này đen lắm cơ, không chơi được với kẹo đâu nhá. Nếu hiểu sao cái ông lửa No Pro đã gục mẹ rồi. Chịu mẹ luôn. Này, ui ôi, nó phải như thế, được chưa? Yeah, chiến thắng. Là kiểu phải có công mài sắt nhá, có ngày nên kim nha anh em. Nào, 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 nào. Oh my god. 11.999 kim cương. Yo. Wow. Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Chào tất cả những chị em đã cảm thấy rụng trứng chưa? Không biết là mọi người nghe cái giọng của mình nó còn ngọt ngào như ngày xưa không nữa. Hay là mọi người thích nghe kẹo cục xúc nhỉ, kiểu Bố mày nhận mày đẹp. chơi mọi người xíu thôi. Thì hôm nay sẽ là một video về kỹ năng nhá. Mình sẽ xài cây súng M500 nhá. Ok, cầm lục luôn nhá. Hôm nay sau một cái quãng thời gian rất là lâu rồi kẹo ngồi luyện tập cầm lục bắn hết xó thì ngày hôm nay đây. Hôm nay là tôi sẽ thể hiện trình độ cầm lục vẩy đầu mấy thằng địch cho anh em coi nhá. À, cho cả mấy chị em coi nhỉ. Lâu lâu nói chung thì cứ cứ bơ mấy chị em thôi nhỉ. Và nếu như các bạn thấy video của kẹo hay ấy thì mọi người đừng quên là hãy nhấn nút like này, mọi người chia sẻ video giúp mình nha, rất là cảm ơn mọi người. Mày nhởn với bố mày đấy ạ. Ui rồi ôi, một viên, ui hai viên. Tuổi tuổi cầm lục vẩy hết sóc chiến thắng. Ui vỗ tay cho kẹo anh em ơi. Yo MVP luôn. Các bạn thấy trận đấu trên đảo quân sự 2.0 của mình nó easy không? Ai, nói chậm với mọi người một xíu nha. Lâu rồi kẹo không có ra những cái video chơi game ấy. Các bạn là mình đang luyện tập rất là nhiều về phần kỹ năng. Thật ra thì kiểu dạo này thì mình cũng hơi rảnh hơn một xíu. Đấy, thế nên là lâu lâu sẽ làm rất là nhiều video kỹ năng cho mọi người coi nha. Và nào, theo chân kẹo nhá. Tình hình là lại sắp chuẩn bị đến trung thu rồi ấy. Trời ơi, mình không có người yêu đâu anh em, đừng có trêu, anh em đừng có comment là anh ơi anh có người yêu chưa rồi, anh kẹo ơi, anh kiếm người yêu đi. Cứ ở nhà làm cả ngày làm sao mà có người yêu được, cũng cũng muốn có người yêu lắm chứ. Thế nên là hay là bạn nào có chị gái này em gái thì giới thiệu cho kẹo đi nè, chứ sao giờ cứ để kẹo ế là kẹo kẹo lười kẹo ra ít video cho mọi người coi đấy. Ok nhá. Nào, để mình trên. Ui, trốn này, trốn này. Chết mẹ rồi, kiểu mình ham vậy đâu. Đừng, nó giết tôi rồi chị em ơi. Nó giết tôi mấy người anh em. Ui ôi, cái gì đấy. Thua mẹ game. Nếu hiểu sao kiểu mấy ông đồng đội chơi game tạ vãi lìn ra ấy. Thề, không có hiểu mọi người. Ok, đây, lại thôi, lại thôi. À được rồi, bây giờ để mình coi nào là mua trang bị gì cho nó xịn sò. Riêng kẹo thì kẹo nói với anh em rồi, game ngày hôm nay là chỉ cầm súng lục thôi nhá. À, tuần này mình có 2.000 tiền này, mua cây lục 3 cái, đúng rồi, được chưa, làm mấy trái bông keo mũ giáp các kiểu. Ok thì mình đã chuẩn bị được một combo mũ giáp cấp 2 luôn đấy. Mà kiểu trận lúc nãy đồng đội chơi game kém quá, buồn quá, buồn quá. Hay là có bạn nào vào gánh kẹo đi. Giúp kẹo chơi với chứ. Này, ui, không không vỡ đầu. Lại nha, từ ui rồi đấy, thôi rồi ơi. Nào mọi người, mày này phải vẩy đầu cho nó kinh anh em ạ. Bữa nay là kẹo học tập kỹ năng vẩy vẩy đầu mà cầm súng lục vẩy vỡ mẹ đầu mấy thằng này luôn nhá. Ôi nhưng mà từ từ nha. Đấy, cứu nhau mấy cái bạn này thể. Anh em lại lại bảo kẹo bắn bot đi. Người ta chơi đảo quân sự 2.0 lại làm gì có bóp. Mẹ thằng này. Ui ui đéo hiểu. Tại mình ham vẩy đầu quá. Eo ơi. Thôi không sao. Video này luyện tập kỹ năng thôi. Đấy. Cầm súng vẩy đầu mấy thằng địch. Nhưng mà kẹo muốn thử thách một xíu bản thân. Nên là mình mang mấy cây lục này vào bắn đúng không? Ok này. Bây giờ đi. Đấy, mua lục bạc thôi, lục bạc chơi là ok rồi, quả Zappa nhá cho nó xịn nhá.
mua nấm full cấp này kiểu EP nó sẽ tặng thêm thì cũng được. Bông keo mình còn 2 trái cơ, mình không có cần mua mọi người. Đây, chuẩn bị nhá. Tầm này là đội mình win 2 game rồi. Ok, đây là một số những cái khu vực mới của đảo quân sự 2.0 nha. Mấy nữa là ấy, cái đảo quân sự 2.0 thì nó sẽ được thêm vào, nói chung là thêm vào cái bản đồ chính của anh em chơi. Mẹ, thằng kia nó bắn tôi. Mày nhờn với tao đi ạ. Từ từ mấy thằng này nhá. Kẹo vẩy đầu hết. Chúng nó lại cứ thích nhờn cơ mẹ. À, làm sao ra đây? Cầm lục bạc bắn cho nó mới sợ. Ui, số 4 nóc rồi. Không ổn rồi. Từ từ để kẹo ra ngoài cái. Ui. Giữ bông keo phải giữ bông keo chứ. Ai. Ơ, ui mấy người anh em. Một viên. Bò đi. Bò đi đâu đúng không? Em ơi đừng rong chơi đừng mải mê những điều đéo hiểu. Sao thằng nào bắn mình thế? À, đừng mải mê những điều ngu si, còn có người đợi mong. Thế hôm nay kiểu nói chung là mình không để ý mấy thằng kia nó ở đâu ấy, nó bắn mình kiểu cáu thật sự. Không sao, cầm bông keo nhá. À được rồi, mua cái mũ nó xịn hơn tí rồi nhá anh em. Bông keo thì mình cũng đã chuẩn bị khá là kỹ lưỡng rồi. Tập luyện kỹ năng bắn dựng bông keo thôi đấy thì mới sống dai được nào. Đấy mọi người theo chân kẹo nhá. Nãy giờ mấy trận kia chơi fail quá, bây giờ tỷ số 2-2 rồi. Nào anh em chỉ kẹo xíu ra, kẹo ra ngoài này. Well, người đâu. Không có thấy anh em nào ngoài này hết trơn á. Nào, để mình coi bên này nhá. À, chúng nó trốn đi đâu nhở? Ở ngoài này thì không có rồi, nhưng mà anh em có thấy cái khu này đẹp không? À, mấy cái khu mới của đảo quân sự 2.0 là nó đang còn tên tiếng Anh cơ. Chán đấy, không biết bao giờ mới có tên tiếng Việt. Ui ồ, nó vậy như thế. Úi dồi ôi. Bắn phát vẩy đầu vỡ mẹ đầu nhá. Nào, ui ồ, mấy thanh niên này. mấy anh em này đen lắm cơ, không chơi được với kẹo đâu nhá. Đéo hiểu sao cái ông lửa no pro đã gục mẹ rồi. Chịu mẹ luôn. Này, ui ôi, nó phải như thế, được chưa? Yeah, chiến thắng. Nãy giờ là mình nhường bọn kia thôi nha. Kẹo là kẹo nhường bọn kia thôi, chứ kẹo không có muốn ăn vội. Đây, tầm này giải quyết xong luôn chúng nó nhờ anh em nhỉ. Game cuối đi cho nó nhanh đúng không? Đấy, cầm súng lục bạc bắn nó cứ vậy, kiểu test súng đầu trận xem là mọi thứ có ổn hay không. Được rồi anh em. Nào. Bắn luyện tập kỹ năng dựng bông keo nhanh hơn. Tại mọi người bảo mình là anh ơi anh dựng bông keo chậm quá, dễ chết. Thì bữa nay mình cũng đang luyện tập rất là nhiều. Và mong rằng thì nếu như các bạn thấy video của mình hay, đừng quên cho video một lượt like nhá. Đây rồi, anh em chờ tôi xíu nhá. Đây lên trên này, bông keo hiện tại có 3 trái đầy đủ luôn, ngại gì đâu. Nào, xong ngoài này cái. À, ở dưới không biết là có cái thằng dở hơi nào không. À thế à, đây, mấy người anh em đang ở bên này cả cơ. Nào, ui cái gì đấy? Thế nào trắng này, áo trắng có làm chị em lo lắng. Ui, hơi lỗi xíu này. Không có vẩy đầu được cái thằng kia, nó chạy lẹ quá, mình không vẩy đầu được. Rồi thế đứng qua đây. Ơ, anh nhờn với chú đấy à? Rồi nằm xuống đi em ơi. Headshot, bắn nó cứ vẻ headshot thế nó mới gắt. Các anh em hiểu không? Ơ, tao đùa đấy. Ui, cái gì đấy? Ui, cái... Đấy, nó phải như thế. Mấy thằng địch này làm sao mà có cửa ăn kẹo được. Riêng gì chứ, à đánh giá một xíu nhá. Về cái đảo quân sự 2.0 này thì phải nói đồ họa trời ơi, thêm mấy cái khu đẹp dã man luôn. Ui, anh em có thích cái đảo quân sự mới không? Comment ngay bên dưới video nha. Riêng kẹo thì kẹo cảm thấy là đảo quân sự mới đồ họa đẹp không? Chơi đã nhở. Mấy cái thằng này thì gạt luôn chứ để làm gì nữa. Đâu, hình như là bên team địch còn một thằng cuối đúng không? À thế à, để kẹo xem nào. Đâu rồi nào? Có phải... À đây, trốn. Vãi cả trốn á. Không trốn được với kẹo đâu nhờ. Ra đây, đừng có mà trốn. Khổ, mình cầm cái cây lục bạc mình bắn từng viên một. Yo, qua được kill. Game cuối quả qua được kill Buya. Yo, mọi người ơi. Đây, hôm nay thực hiện xong cái thử thách đây. Chỉ cầm súng lục đây. Chơi game tử chiến lấy top 1 luôn. Cực kỳ nhẹ nhàng trên đọc một sự mới nhá. Yo, tầm này thì video cũng đã dài rồi.
chắc là mình xin tạm biệt tất cả mọi người nha, và sẽ hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Đấy, chơi game ngày sinh nhật được tặng mảnh nè, MVP nhẹ nhàng 14 kill này, sát thương 6330. Đấy, anh em thấy sát thương được không? Bye bye mọi người nha.